Xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý chị các bạn là chiếc xe VinFast Lux A2.0, một cái dòng xe sedan ở trong phân khúc hạng E của bên nhà VinFast. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp đã trôi được qua 1/3 của tháng 10 năm 2021 này, Top KVN sẽ giới thiệu đến quý chị các bạn những cái chính sách giảm giá, những cái chương trình ưu đãi cực kỳ mới và được nâng cấp lên rất là nhiều so với cái dịp thời gian vừa qua về cái dòng xe sedan này. Hiện tại thì VinFast Lux A2.0 chúng ta đang được phân phối với 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn thì hiện tại đang để với mức giá niêm yết là 1 tỷ 115 triệu đồng. Phiên bản thứ hai là phiên bản nâng cao với mức giá niêm yết là 1 tỷ 206 triệu đồng. Và phiên bản thứ ba là phiên bản cao cấp với mức giá niêm yết là 1 tỷ 358 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Trên đó chỉ là mức giá niêm yết của xe thôi quý chị các bạn nhé. Còn sau đây thì mình sẽ xin phép là giới thiệu đến quý khách hàng những cái chương trình ưu đãi đang cực kỳ nhiều dành cho cái dòng xe sedan này. Đặc biệt những anh chị khách hàng nào mà chúng ta chỉ cần quan tâm tới những cái dòng xe sedan ở phân khúc hạng C thôi là chúng ta đã có thể sở hữu cái dòng xe VinFast Lux A2.0 này rồi. Những cái chương trình ưu đãi đặc biệt đó chính là có sẵn xe giao và áp dụng những cái chính sách giá tương tự như đợt ở Hải Phòng và giảm trực tiếp lên tới 100 triệu đồng một xe dành cho quý các bạn khi mà chúng ta lấy xe trong cái thời điểm này. Và đặc biệt được áp dụng hai cái loại voucher dành cho các bạn, đó là voucher 150 triệu và voucher 200 triệu cho cái dòng xe sedan này. Còn voucher ở đâu thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này thì các bạn ấy sẽ có những cái phương án làm sao hỗ trợ các bạn về cái vấn đề voucher này, các bạn yên tâm nhé. Còn đối với những anh chị khách hàng mà trả góp mà có vấn đề về nợ xấu, những cái thời gian vừa qua là rất nhiều anh chị khách hàng cũng đã hỏi, hoặc là những anh chị khách hàng ở xa ngoài khu vực Hà Nội hoặc là ngoài khu vực ở Sài Gòn, thì chúng ta cũng chỉ cần liên hệ số hotline mà chúng ta gửi cái thông tin địa chỉ thì hiện tại các chuyên viên phụ trách về bán hàng sẽ trực tiếp hỗ trợ anh chị toàn bộ thủ tục, sẽ là tại nhà các bạn nhé, và lái thử trải nghiệm cũng sẽ là tại nhà luôn đó. Những cái chính sách hỗ trợ cực kỳ sâu đó, làm việc cực kỳ sát. Và VinFast thì tiếp tục hỗ trợ như mọi tháng, đó là hỗ trợ cái chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ và giảm trực tiếp là 10% giá trị xe nữa dành cho các bạn, phương án trả thẳng. Với phương án trả góp thì các bạn phải lưu ý này, chúng ta sẽ có những cái chương trình ưu đãi, đó là miễn lãi 2 năm đầu đối với trả góp và tỷ lệ vay là 80% các bạn nhé. Thời gian vay thì như thường lệ là 8 năm đó, tối đa trong phương án trả góp mua xe bao giờ cũng chỉ là 8 năm thôi quý chị các bạn ạ. Và những cái chương trình ưu đãi đặc biệt đó chính là hỗ trợ khách hàng một cái bộ sản phẩm phụ kiện cao cấp chính hãng trị giá 20 triệu đồng tùy từng khẩu vị của khách hàng, và một phần quà tặng đặc biệt đó chính là một cái gói phủ ceramic hay còn gọi là phủ thủy tinh ấy. Nó sẽ giúp cho khách hàng là cái xe ấy nó sẽ giữ cái màu sơn hơn và nó bóng hơn cái xe các bạn đấy. Và đó là những cái chương trình ưu đãi tại cái thời điểm mình cập nhật video này với cái dòng xe VinFast Lux A2.0 này. Vậy thì cái mức giá sau khi áp dụng cái tổng cái chương trình khuyến mại mà mình nêu ở trên thì cái mức giá lăn bánh nó sẽ là như thế nào, cực kỳ sâu và thay đổi rất nhiều so với cái thời gian vừa qua quý chị các bạn ạ. Mình sẽ cập nhật như sau. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là 1 tỷ 115 triệu đồng. Thì sau khi áp dụng cái chương trình khuyến mại ở trên, mình có tính ở đây lăn bánh ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị là 740 triệu đồng là lăn bánh ở tỉnh. Ở Hà Nội thì chúng ta cần chuẩn bị là 785 triệu đồng, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 758 triệu đồng các bạn ạ. Tỉnh là 740, Hà Nội là 785 và thành phố Hồ Chí Minh là 758 triệu đồng là số tiền cần chuẩn bị để lăn bánh. Chương trình này sẽ áp dụng với 1, 2, 3 dòng xe, 3 phiên bản của VinFast Lux A.0 này. Chương trình giảm giá sâu cực nhiều so với cái thời điểm trước. Thế còn phương án mà chúng ta muốn mua trả góp chiếc xe VinFast phiên bản tiêu chuẩn này, bản Lux A, chiếc xe Lux A.0 này, thì ở tỉnh ở đây mình có cập nhật chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu ở đây sẽ là 207 triệu các bạn ạ. Hà Nội thì là tối thiểu là 248 triệu và thành phố Hồ Chí Minh thì là tối thiểu là 226 triệu đồng đó. Tỉnh là 207, Hà Nội là 248 và thành phố Hồ Chí Minh là 226. Trên cái phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản nâng cao. Phiên bản nâng cao có mức giá niêm yết là 1 tỷ 206 triệu đồng.
cái mức giá niêm yết này nó ngang với cả chiếc xe Toyota Camry đấy, thấp hơn một chút. Nhưng mà cái mức giá ăn bánh thì thực ra nó không liên quan nhiều đến những cái dòng xe ở trong cái phân khúc hạng D, hạng C lắm, mà nó chỉ liên quan đến những cái dòng xe phân khúc hạng C thôi. Đó, thì nếu mà ăn bánh ở tỉnh bản nâng cao này thì mình có tính là chúng ta cần chuẩn bị là 800 triệu đồng tròn. Đấy, ở tỉnh nhá, Hà Nội là 840 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 818 triệu đồng các bạn ạ. Tỉnh là 800, Hà Nội là 840 và thành phố Hồ Chí Minh là 818 các bạn nhá. Còn phương án trả góp phiên bản nâng cao này thì sao ạ? Ở tỉnh tối thiểu là 217 triệu đồng, Hà Nội tối thiểu là 260 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 235 triệu đồng. Đó, mình xin nhắc lại, ở tỉnh là 217, Hà Nội là 260 và thành phố Hồ Chí Minh là 235 với phương án trả góp chiếc xe VinFast Lux 2.0 phiên bản nâng cao các bạn nhá. Sẽ rất nhiều khách hàng chúng ta bất ngờ về cái mức giá lăn bánh tại cái thời điểm này. Nhưng để các bạn có thể là tường tận về những cái chính sách giảm giá một cách chi tiết thì theo mình các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cái số online ngay bên dưới góc trái màn hình này. Đó, sẽ có chính sách giảm giá cực sâu dành cho các bạn. Sang cái phiên bản tiếp theo là phiên bản nâng cao. Phiên bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1.358 triệu đồng. Thì sau khi áp dụng những cái chương trình khuyến mại cực kỳ sâu mình nêu ở trên, thì nếu lăn bánh ở tỉnh bản nâng cao này, các bạn cần chuẩn bị là 955 triệu đồng. Hà Nội thì là chúng ta cần chuẩn bị là 1 tỷ đồng tròn các bạn nhé, phiên bản nâng cao. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 972 triệu. Đó, mình xin nhắc lại, ở tỉnh là 955 này, Hà Nội là 1 tỷ này và thành phố Hồ Chí Minh là 972 triệu. Phương án trả góp phiên bản cao gấp này thì sẽ là như thế nào? Bình tĩnh ở đây, ở tỉnh chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 233 triệu đồng, Hà Nội tối thiểu là 280 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 250 triệu đồng. Quý chị các bạn ạ, tỉnh là 233, Hà Nội là 280 và thành phố Hồ Chí Minh là 250 triệu đồng. Cái chương trình giá lăn bánh mình muốn lưu ý ở đây đặc biệt là về cái phiên bản tiêu chuẩn này, mức giá lăn bánh ở tỉnh đâu đó có 740 triệu đồng. Nó mức giảm giá quá là sâu so với cái thời điểm trước. Do là có những cái chính sách nó nội bộ này và những cái chính sách cụ thể nó chi tiết một cách chi tiết tường tận nhất thì theo mình các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp số line và trên đó là cái phần cập nhật giá mới nhất mà TopKVN cập nhật những cái chính sách về cái dòng xe sedan ở bên nhà VinFast này dành cho những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang có nhu cầu tìm hiểu về cái dòng xe này. Nếu các bạn cần lái thử thì các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp số line các bạn nhé. Hiện tại thì đại lý đang có xe sẵn lái thử và có những cái chính sách hỗ trợ xe lái thử tận nhà dành cho các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Tuka VN. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại.